thân dẫu tay này sấm vang, thấm vang thì lộ bản vàng, chưa như thế giật giáp thời võ thấy binh đạo. Là coi như là 61 năm nó mới tới giáp một lần, mà cái thình này là cái giáp thình, mà ngó thấy binh đao là chiến tranh, nó xác thực như băng ngày. Ông nói gì đất nước Việt Nam, nội Việt Nam đây là chưa hết, Trung Quốc với miền nó hăng đánh Việt Nam nữa nè, hay rồi chứ còn chờ cái thịnh nào với hai nữa, bây giờ nó đang quánh ngoài Trung Đông ngoài rồi đó, nó quánh ầm ĩ ngoài, mà ở trong này Trung Quốc nó còn ở trong biển Đông Trung Quốc nó đồ hăng quánh Đài Loan nữa. Như vậy tới chưa, ba tiếng chấm đền vàng lộ vẻ đến năm thân dậu tài sấm vang rồi bắt rồi thầy mới nói rõ ràng đến. Coi như 2023 rồi, vậy xin thưa với cô bác huynh đệ rồi bây giờ mình thấy đã xác thực rồi, như bằng sự thật luôn, nó tới cái màn ba chiến tranh màn một đệ tam thế chiến rồi, vì màn một bằng hai màn ba giảng tường đệ tam thế chiến mà nó bùng lên là cái màn một là ở ngoài Trung Đông, rồi cái màn hai là biển Đông, cái màn ba là cái vùng bảy núi Thất Sơn Bầu Niệm, nhiệm là giảng cái tuồng, tại vì diễn cái tuồng không hát sao được, tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu rồi. Lời đây là cơ trời đã định rồi, phải chuyển xây cho đất một bầu đặng lừa lọc con thiên cháu Phật. Có câu là mong kháng quan vào cửa xem tuồng đó quân. Có nghĩa là cái câu này đó là mong kháng quan vào cửa xem tuồng, có nghĩa là kêu mình mong là thầy mong đợi chờ gán tu gán làm hiền, đặng tới ngày giờ đó mới vô được cái cửa, đặng mới xem thấy cái tuồng này, mà cái tuồng này là cái tuồng của Phật, của thật của trời định. Có nghĩa là biểu mình gán tu đi mới thấy, chứ còn không tu là tới giờ đó coi chừng không còn để mà thấy. Cũng như thầy Đức Thầy nói sông với núi đó, trước kia mắt ngó khi chết rồi thấy nó đằng nào, mà sông là cái gì, núi là làm sao, núi là có một đền vàng, có lưu ly sa cừ pha lê hổ phách mấy tòa đầy cung lẫn, đó là núi. Còn sông là gì, hôm nay cái danh từ Cửu Long Giang nha, cũ là chính long là rồng nha, là danh nghĩa cái danh từ là Cửu Long Giang, nhưng mà tới ngày giờ nó không còn cái tên này, vì cái tên này Cửu Long Giang á, là bây giờ là thể hiện cái tên thôi, chứ sau này đó là Đức Thầy nó xong ngăn tới thế lập đầu để dư nó, sau này là Cửu Long Giang đổi lại cái tên là Ngân Hà. Vì Đức Thầy nói xong ngăn tái thế là có nghĩa trở lại, nhưng mà thì bây giờ là mang danh nghĩa là Cửu Long Giang, là có nghĩa là chính cái cửa ra mà rồng chính thể đó ra ngoài biển đó. Thành thử cái quý báu lắm, bởi thầy khẳng định là sông với núi trước kia mắt ngó là khi mình còn sống đó, mình chưa có thấy gì hết đó. Rồi khi chết rồi thấy nó đặng nào, tới chừng nó lộ ra rồi thì mình ngẫm mẹ rồi lấy gì thấy. Thành thử cái sông với cái núi này nó vật quý báu của trời Phật đã định, định thẳng ngay đất nước Việt Nam. Mà đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng có Phật Thánh Tiên tại thế, nước Nam Việt nhầm cõi trung ương sao sẽ có Phật Tiên tại thế. Bây giờ bàn khẳng định là thôi giờ lỡ rồi lấy bàn tới núi nổ luôn, vì Đức Thầy nói rõ ràng luôn. Đức Thầy nói là lầu đài núi cấm lộ nay mai mà chừng nào lộ. Ở đây là Tư Hoàng nhắc lại những cái ý đề của thầy hơn, thật sự là Tư Hoàng cũng không biết. Trong cái bài Thiên Lý Ca thầy đã khẳng định rõ ràng đến thân dậu cơ trời thế lộ. Cơ là gì, cơ là cái mái trời, nhưng mà thật sự đó là sự thôi, còn cái lý là thiên định, là ông trời định, là cái năm thân dậu cơ trời thế lộ, mà lộ cái gì đâu phải con lộ đất lộ đá. Cái thầy nói lầu đài núi cấm lộ nay mai, đó lộ nay mai là con lộ đó, mà đến thân dậu là con lộ đó đó. Hoặc năm thân dậu tay này sấm vang, thấm vang thì lộ bản vàng, chưa như thế giới khắp tràn tới thi. Thầy nói đến năm rõ ràng, đây là câu này là thầy nói trắng không có ấp mở. Rồi bây giờ mình nói, mình dám nói thành tỷ ngọ mùi đâu không? Thầy nói thân dậu ba đời mình không dám nói mà thành tỷ. Rồi đây là cái cơ trời định. Thành thử, nhưng mà trong cái bài Thiên Lý Ca nó có ngộ nhiều cái 8 câu thơ trước tiệc nghịch độc của thầy lắm nha. Đức Thầy nói o ó tiếng gà coi nguyệt cảnh. O ó là con gà mẹ. O ó tiếng gà coi nguyệt cảnh, có nghĩa là có cái cảnh rồi, có cái nguyệt cảnh rồi mình coi mới thấy được, còn không có làm sao coi. Rồi chích chiêu giọng khỉ ngó qua giường, chích chiêu là thầy nói con gà con, có o ó gà mẹ, chích chiêu là gà con giọng khỉ mà ngó qua giường, không có cái giường sao ngó là thấy. Anh thử đây là lời của thầy nói xác thực rõ ràng, ý đại ý theo sự lý duyên dung, thầy nói năm và tháng đó.
chích chiêu là con gà con tháng 8 đó nha. Rồi, con gà mẹ là cái năm Dậu đó, ó là có năm Dậu đó, đây là khẳng định rõ ràng. Nhưng mà lời tiên tri của bên bốn thánh rõ ràng luôn, ông nói mùa thu khúc nở bữa rằm, sao ông nói mùa đông mùa hạ mùa xuân mà ông nói mùa thu là thường thường trung thu là tháng 8 nha. Thành thử thầy nói rồi trong cái bài Thiên Lý Ca đó, thầy nói rõ ràng đó, chích chiêu giọng khỉ ngó qua giường, chích chiêu gà con là đại ý, thầy nói tháng mà tháng Dậu là tháng 8. Vì vậy mà hôm nay là lời tiên tri của bốn thánh rõ ràng, mùa thu cúc nở bữa rằm, sao ông không nói mùa xuân mùa hạ mùa đông mà ông nói mùa thu trung thu tháng 8 mà cúc nở bữa rằm luôn á, ông chỉ ngay ngày đó. Tại vì mình không tra cứu thôi chứ cỡ trời định phải cũng có ngày giờ năm tháng chứ, sao không có được, chẳng qua mình không thấy được là mình mà mang máng mờ hồ thôi. Đây là nhắc lại lời tiên tri của Đức Thánh, ông nói rõ ràng. Rồi trăng tròn thiếu một là ta xuống hầm, trăng tròn là 16 thiếu một, ông muốn nhấn lại cái ngày rằm nữa đó. Vì cái trăng tròn là 16, ông nói thiếu một là ý ông muốn nói là cái ngày rằm con, đây là lời của ông Thánh Tư Hoàng, xin nhắc lại nha, chứ không phải của Tư Hoàng đâu. Rồi cái huynh đệ là cái huynh đệ trong nước ngoài nước gắn tra cứu lời tiên tri của các ngài đi, thử coi phải vô cái khu này không. Rõ ràng ông nói mùa thu cúc nở bữa rằm mà con cúc này nó ngộ lắm nha, nở ngay trăng cái ngày rằm á. Chứ không phải nói chơi đâu, trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm, yêu đương cũng phải lạc lầm, sáu nơi khối lửa sấm gầm xài môn. Tới chừng đó là coi như là tên lửa không đó nghe, nó nhấn nút xài là Sài Gòn, môn là cửa đó, sáu chỗ nó bước vô đó, chứ không phải nói chơi đâu. Nó để tam thế chiến, nói chung nước nào cũng phải chiến tranh đó, không có nước nào không chiến tranh. Tại vì mình thấy có trước mắt rồi nổi, rồi bây giờ trở về Trung Đông nè, trước mắt giờ Ukraine đó, Israel với Hamas nó đánh với nhau rồi đó, thấy không? Còn trước nữa thì không nói, Nga quýnh Ukraine đi. Nhưng rồi bây giờ đó, tới năm mẹo cái tháng Hợi tháng Bừ này đó, thì thử ra là 14 tháng Bừ lại phức trăng, là ý thầy muốn nói để tam thế chiến sức thị hiện, sức lộ diện là lý chết thì vừa qua rồi, thì Trung Đông ở ngoài nó quýnh liền. Thành thử xin thưa với cô bác có không? Nhưng mà lời tiên tri của thầy là có nghĩa là ba cái ý đề, có nghĩa là màn thứ nhất là ở ngoài Trung Đông, rồi màn hai là ở tại Biển Đông, màn ba là thất sơn màu nhiệm là giảng cái tuần hát. Đây là xác thực rõ ràng rồi. Thành thử giờ này mà nào có nghĩa là Trung Đông nó quýnh nhau ngoài, mà đâu chưa phải Trung Đông không đâu, hai thằng đó không đâu, hai cái nước đó không đâu. Bây giờ chưa hết rồi, thấy Libya bây giờ nó đang là muốn kiếm chuyện, nó đánh với nhau nữa rồi kìa, nó chia rồi, nó chia phải, nó đang đánh ngoài rồi đó. Libya coi như là tới cái ngày giờ nhất qua là cái thành trị này, xin thưa với cô bác đó nghe, không tưởng tượng nổi đâu, cái đệ tam thế chiến mà cái thành trị này mà Trung Đông ở ngoài là tối trời tối đất, có nghĩa là máu chảy tàn lan ở ngoài á, chứ không phải nói đơn giản đâu. Nội mình thấy mà bây giờ cái trước mắt thôi là mình thấy là cái chỗ bệnh viện đó, cái bệnh viện này là có nghĩa là để là dân không à, không có lính ở đó. Hai nữa là cái người bệnh đau mới lại đó nằm để trị, rồi cộng thêm nữa bây giờ dân người ta sợ quá đi, dân ví dụ ở đất nước đó người ta sợ, ta vô bệnh viện có nghĩa là ý người ta muốn nói nghĩ là chắc là giặc hay nó không có bắn vô chỗ này đâu. Nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng dấn tên lửa vô là 5-6 ngàn trái chết không biết bao nhiêu tại cái bệnh viện. Thành thử ra cái cơ trời rồi, xin thưa với cô bác ông bà huynh đệ trong nước ngoài nước, cái chỗ đó mà nó còn nhấn tên lửa vô được, nó có chỗ nào chứ. Thành thử chuyến này thầy nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát nha, cả một cái thế giới ta bà này là nước nào cũng có chiến tranh, không nói gì đất nước Việt Nam. Nội Việt Nam đây là chưa hết, Trung Quốc với Hàn Biên nó hăm nó đánh Việt Nam nữa nè, một nước nhỏ thôi nhưng mà cũng vì cái quyền lợi cái tư lợi đó. Bởi Đức Thầy đã khẳng định là trước khi năm 39 Thầy khai sáng đạo, Thầy đưa ra cái mệnh đề xác thực là chiến tranh rồi. Thầy nói là con khắp thế giới binh lương cụ túc, khắp thế giới này là cả cái đất thế giới ta bà này, các nước luôn ấy. Binh là gì? Binh là lính, lương là lương thực, cụ là nó để dành, có nghĩa là nó để dành lương thực đặng mà sao, đặng mà nó sửa sạn, nó chuẩn bị, có nghĩa là giành giật nó đánh với nhau đó. Rồi khắp thế giới binh lương cụ túc đó. Rồi quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, rõ ràng là nó tranh giành quyền lợi rồi mà nó xé sâu nhau là nó đánh với nhau.
nội có cái thấy cái trước mắt là ở ngoài nó chung các nước ai cũng biết Trung Quốc đó. Từ xưa nay cái đường biển đó là của quốc tế, ai nước nào cũng đi được, mà bây giờ nó vẽ cái đường lưỡi bò nó dành rồi đó. Rồi giờ thậm chí ở ngoài Trung Đông rồi coi như nó mới khởi sự một hai nước nó bước qua thành thị này dữ dội, mà ở trong này nó hăm nó đánh mà bà thấy anh dân Đài Loan rồi đó, thấy không? Không có chiến tranh sao được, chưa ở ngoài rồi đang bùng lên rồi, rồi ở trong này là sửa là nó đang hăm đánh nữa rồi. Trung Quốc đã hăm đánh mà Đài Loan bà Thái Văn đó. Đây là xác thực rồi, để ta thấy chiến bùng nổ rõ ràng gì vậy. Mà hôm nay Tôi Hoàng xin chia sẻ cái clip này, xin thưa với ông bà cô bác trong nước ngoài nước, chứ trong cái chu kỳ cái thời kỳ này là chết nó nhiều cái chết lắm thôi. Ông bà cô bác gắng tu gắng làm hiền đi, trong nước ngoài nước cũng vậy, gắng ăn chay gắng niệm Phật ha, để mình mới sống sót lại được. Chiến này chỉ có con đường đó mới sống thôi, chứ ngoài con đường ra gì 10% chết hết chín rồi. Hoặc là Đức Thầy khẳng định là 100 mới được, ối thôi 10 người. Còn lời tiên tri của Đức Trạng Trình là nói 10 phần hết 7 còn có 3, hết 2 còn 1, có ra Thái Bình. Thì Đức Trạng Trình tiên tri không di dịch, biết rằng 500 mấy năm nay chứ không di không dịch, là nó đúng không có chịch cái chỗ nào hết. Vậy là 4 năm tới là Đức Trạng tiên tri là đời nay xe lết xe lôi đó Quỳnh, đúng luôn nha. Đời nay xe lết xe lôi đó, đúng ngày truyền sấm của hồi đời Lê là năm gồng gắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thay thay. Đây đâu có chinh được, đâu có chạy được nào. Mà nhất là ngay chân cái giờ năm thìn này, mà cái năm thìn này xin thưa cô bác, nhiều khi huynh đệ chưa có duyên sâu với Phật với Thầy rồi đặt vấn đề hỏi năm thìn mà không biết cái thìn nào. Ở đây trong này Thầy có nói can chi rõ ràng, hoặc đây lời tiên tri của Đức ông Ba nè. Ông Ba nó xác thực là giáp thời ngõ thấy binh đao, là coi như là 61 năm nó mới tới giáp một lần. Mà cái thình này là cái giáp thình, mà ngõ thấy binh đao là chiến tranh. Nó xác thực như băng ngày rồi, chứ còn chờ cái thình nào với hai nữa. Bây giờ nó đang quánh ngoài Trung Đông ngoài rồi đó, nó quánh ầm ĩ ngoài. Mà ở trong này Trung Quốc nó, ở trong biển Đông Trung Quốc nó đồ hăng quánh Đài Loan nữa. Như vậy tới chưa? Không, hoặc hồi đó giờ nội mà xin thưa với cô bác, ông bà huynh đệ huynh quốc cô Nam đã năm 19 đó. Cả cái thế giới này rung rinh chết cỡ 4 phần rồi đó. Hồi đó giờ đâu có chết cái bệnh này. Bắt quá thời của Đức Phật Thầy thì Ngài nói cũng như dịch tả là ví dụ một làng nhỏ thôi. Còn bây giờ cả một cái thế giới bệnh chết vậy đó. Bởi thật Đức Thầy nói là lớp đau chết kể thôi vô số. Nghe, vô số, con số này kể không nổi gì, cái bệnh dịch vừa qua rồi là vô số. Rồi cái thứ hai nữa là Dương Trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Chạy đường nào đây là cơ trời định. Rồi đây đâu phải mà nó ngưng đó. Đây là quy quốc nó trở lại cái chiến này nữa đó nha, nó tái phát trở lại mà gì còn dữ hơn cái quy quốc corona nữa. Giờ nó sanh đủ chứng bệnh hết. Nhưng mà tới ngày Thầy về đó, lúc tới trường đó mà Thầy về là lần thứ nhất, về ba lần, lần thứ nhất là Thầy độ bệnh đó, có nghĩa là Thầy là tát nước không mà còn không kịp nữa. Bệnh vậy đó, tại vì cái quy quốc nó tái trở lại mà chiến này mà nội nào lớp nào bệnh mà chết như vậy đó. Thì cô bác huynh đệ vừa qua rồi thấy cả thế giới này rung rinh với Covid-19 không? Covid-19 rõ ràng là nó phải nó ngưng đâu, nó chưa hết đâu, nó còn tái trở lại. Rồi chiến tranh này nó bùng lên một cái, để tam thế chiến này nó bùng lên một cái nè, rồi từ Trung Đông, Viễn Đông rồi tới có Thất Sơn Bảo Nhiệm nha, kêu máu chảy thành sông mà. Chứ này chứ không phải nói thường nữa. Mà máu con người ta có bao nhiêu, xin thưa với cô bác huynh đệ, không có nhiều mà thành cái sông vậy đó. Có chỗ Đức Thầy nói thay nằm bằng non á, vì thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ở bên Ấn Độ cũng có đống xương. Đức Phật ta lễ bái kính vì tiền bối nên ngậm người đống xương kia, thì qua cái chu kỳ mạt pháp này ở tại đất nước Việt Nam, Thầy nói thay nằm bằng non, chứ không phải nói đơn giản đâu. Đúng rồi. Bây giờ để nhắc thêm huynh này nè, là giảng sư cho biết là bây giờ như thể chim bao tam thinh xuất hiện là dàm nao gọng thình luôn. Đó thì rõ ràng cái lời tiên tri nó ghê gớm quá hay Quỳnh. Tam thinh có nghĩa là ba tiếng sấm nổ. Nổ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba là tam thinh. Có nghĩa là ba cái tiếng sấm nổ đó. Nhưng mà cái tiếng sấm nổ thứ nhất là núi Sam. Đây là lời khẳng định tiên tri, lời Thầy đã khẳng định nha Tư Hoàng, để nhắc lại thôi chứ thật sự Tư Hoàng không dám nhấn vào chỗ núi Sam. Nhưng mà Tư Hoàng nhắc lại, Đức Thầy nói núi Sam sao mất, Thất Sơn mới điện đài. Thì mất cái núi Sam trước mới tới Thất Sơn, đây là rõ ràng. Nhưng mà cái núi Sam mà nó nổ rồi một cái nó xin thưa đó nè, ông Năm Chào ông dậy rồi, ông lăn ngang, ông dùng, ông chỉ lăn ngang thôi. Thì ông Ba nói cù lao sụp trước làm đầu à. Mã Long ứng ngữ ra chầu Quan Thiên. Thành thử ra đây là cái xấu thần, thấy không? Cũng là cơ trời định. Ông Năm Chào ông cũng lãnh sứ mạng trời đó,
Nhưng mà có số anh em nói ông Năm Chèo là năm nước. Xin thưa để mà nói nha, xin thưa thật sự nha, chẳng qua mình không có duyên, mình mới lưỡng lự, mình mới nan nghi như vậy thôi, chứ đây có lời nào Phật nói đâu di dịch được. Đức Thầy nó khẳng định rõ ràng. Nhưng mà nói đúng là nếu không có, hiện bây giờ ở trên đình Thế Sơn có cái di tích của hồ của ông Năm Chèo. Ngày xưa Đức Phật Thầy Tây An sai ông Định đi vượt xuống dùng láng đó. Mà sau khi đó mà ông Định Tây ông thấy ông sanh cho vợ của ông sinh xong rồi đó, là ông Định ông sinh ông mới đi bắt ngắn bắt rùa về. Ông Định Tây ông thấy trong vỏ có ông sáu lỗ mũi đỏ năm giò đẹp quá. Ông mới lén thầy ông bắt ông về đó ông nuôi. Vì vậy mà hôm nay mới có cái lịch sử là cái hồ ông Năm Chèo ở tại đình Thế Sơn. Còn khẳng định chứng minh thực tế có cái thầy khẳng định con sông nước chảy dòng cầu ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba của con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng bả gia mới biết người khùng là ai, người khùng là thầy nha. Nhưng mà thầy nói con nghiệt thú, lời của Phật không di dịch đâu, chẳng qua mình không có cái đức tin. Rồi cái thầy nói ông Năm Chèo cái mình dịch qua năm nước coi chừng lỗi mà tội nữa đó nghe. À, cái tội này coi như là lỗi đạo, là coi như là không, là có nghĩa là xử bằng quân pháp đó. Rồi đâu đó mình nói rõ ràng, cái nào không biết thì học nghe. Chứ còn mình nói mà nói cái kiểu vô vơ, không lẽ ông Phật đi nói dốc hả? Có ông Phật nào nói dốc không? Xin thưa với cô bác huynh đệ. Hay là chẳng qua mình không hiểu mà mình nói năm nước, mình dịch qua năm nước mà ông nói có con nghiệt thú. Mà thời kỳ của Đức Phật Thầy Tây An cũng có, hiện bây giờ cũng có di tích hồ Năm Chèo ở đình Thế Sơn. Rồi chỗ nào là năm nước đó? Vậy là thầy nói câu này nè, ta chịu lệnh Tây Phương Thọ Ký, dịch nghiệt công là cứu dương trần. Đúng rồi, thầy nói khẳng định rõ ràng, ta chịu lệnh Tây Phương Thọ Ký, là Tây Phương là cảnh giới cực lạc của Đức Di Đà. Lãnh lệnh của Đức Di Đà mà thọ ký dịch nghiệt long là giữ ông Năm Chèo đó, để cứu dương trần. Để chút nữa ông đây nè, ông lăn ngang mà núi xa mà đổ một cái rồi nó ông lăn ngang một cái ông bay lên không trung, ông có thần thông ngũ thông đó. Ông đi tới đâu ông phun lửa cháy tiêu diệt tới đó 18 nước, còn bó tay với ông ở trên đường nó một hai nước. Nếu như vậy mà không có sao? Chẳng qua mình không có hiểu lời của ông Phật đã bài khai, đã khẳng định, đã nói con nghiệt thú mà mình dám nói là năm nước. Mình hơn thầy, hơn ông Phật hả? Cái lỗi này sám hối đi nha. Ở đây Tư Hoàng xin chia sẻ thiệt đó, chứ đừng có lưỡng lự nan nghi, còn cái nào không biết thì học lại. Đây là Tư Hoàng nhắc lại những cái lời của Phật Thầy Tây An, của Phật, của Đức Bình Giáo Chủ là thầy nha. Nói không di không dịch đâu, không phải lời Tư Hoàng nói đâu mà nói dốc nói láo hoặc không có. Chẳng qua là vì cái lòng nhân thương yêu lẫn nhau như con một cha hoặc là một dòng một giống, Tư Hoàng mới xin đăng lên cái clip này chia sẻ để nhắc nhở cô bán ra, cô bác trong nước ngoài nước ráng tu, ráng làm hiệp, ráng niệm Phật, ráng ăn chay để chắc tới đây chịu không nổi. Chắc tới đây rồi coi như long trời lỡ đất, coi như tối trời tối đất, 7 ngày đêm bật đối trời trăng, chứ không phải nói thường đâu. Tới chừng đó đó, rồi mình nằm ở đâu, mình ở chỗ nào, lấy gì ăn, lấy gì sống. Hoặc là Đức Thầy nó khùng tốn biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo Thích Ca, có không? Thành thử xin thưa với cô bác nha, thành thử gán trong cái chu kỳ này, cô bác ơi, trong nước ngoài nữa cũng vậy, mình gán gán làm hiền, gán niệm Phật, gán ăn chay, gán tu, tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Không có, chưa phải là trễ đâu, biết rằng cái duyên của mình hồi đó giờ cô bác huynh đệ chưa có duyên với Phật Pháp với Thầy, mình chưa tu được, thì hôm nay mình thấy cái đời nó khổ tới rồi, cái chết chóc là coi như là nó không còn chỗ để mà tránh né rồi, thì bây giờ mình phải làm hiền, phải ăn năn, phải thức tỉnh, chẳng mới sống được. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, hoặc là thầy khẳng định rồi, khi người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Ví dụ mình có duyên mình trễ nãy sau thì mình mới đây đi, nhiều ít cũng hay đó, là vì cái mình được làm hiền, mà mình làm hiền rồi thì thầy khẳng định đây là sứ mạng trời, thầy lãnh rõ ràng nha. Thầy lãnh chiếu mạng trời, thầy bài khai cứu lương hiền chẳng cứu người hung. Nếu cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước nếu làm hiền, nếu không giữ được hội Long Hoa, Tư Hoàng đọ thế cho. Nhưng mà phải làm hiền, mình làm hiền không được nó thì thôi rồi, chị vừa chết rồi chứ còn gì thì nó có gì đâu. Thêm này vô cho huynh nè, thầy cho thầy thề nguyện với mình luôn đó, thương trần ta cũng gắng thề, đặng cho bá tánh liệu bài tu thân, tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Thì rõ ràng là thầy hứa, thầy nguyện với mình luôn.
đúng ra là thầy không có thề vì có lòng từ bi, thầy muốn thệ nguyện cho mình tin, chứ có đoạn thầy nói lũ giả dối thường hay thề thốt, nói chẳng kiên cần thánh là gì, nhưng mà tại sao phải thề? Vì thầy thương trần, ta cũng gán thề, thầy gán thề thôi nha, đặng cho bá tánh liệu về tu thân, thề để cho mình tu, tu cái thân. Người tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải xác thân người đời. Nếu tu người tu mà không có đức, không có ăn được cái ăn đức gì hết á. Thành thử thầy không có xác thân, có nghĩa là thầy không có dỗ dạy, dạy dỗ làm gì đâu. Vì vậy mà hôm nay thầy lãnh sứ mạng trời là một vị Phật lâm phàm, là xin thưa với cô bác huynh đệ nha, Phật thầy đây an chuyển kiếp với Quỳnh giáo chủ là Phật thiệt không đó, chứ không phải Phật giả đâu. Mà kiếp chót rồi đó, không còn ai nữa đâu. Vì vậy mà hôm nay thầy đã có tiên tri, thầy bài khai để gì? Vì lòng từ bi tận độ chúng sanh. Có chỗ thầy nói chí dốc một lời ta độ tận dắt chúng lánh xa cảnh mộng sầu. Hoặc là có đoạn thầy nói nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vớt trăm họ lầm than bể khổ. Thấy xác thực không? Đây là cái lòng từ bi của Phật của thầy. Vì thầy là người Việt Nam, ở đất nước Việt Nam đó, thầy, trong cái cơ rõ ràng đó, có nghĩa là thầy nói là coi như là ai liễu đạo nên quốc độ nào phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế cho nhân dân. Liễu đạo có nghĩa là đắc đạo, trở về cái đất nước là nặng độ. Mà hôm nay thầy là người Việt Nam bởi lên từ Phật thầy Tây An, nhưng mà đâu phải mà thầy mới đắc đạo đây. Thầy nói trong bài sứ mạng chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm, lòng Messi đó diệt sự vị chỉ đa tan. Nói tóm lại là thực tế luôn thì sau khi Đức Phật Thích Ca nhập mà còn sắp gần nhập Niết Bàn, thì trong khi ở trên cái đền Linh Khú Sơn đó, rồi cái núi Linh Khú Sơn đó, Đức Phật trong đó thuyết pháp, hoặc đưa lên cái nhánh bông Đức Ca Diếp ngộ liền. Thì hôm nay có nghĩa là ý Tư Hoàng muốn nhắc đó, ví dụ ông trưởng thì giao lại cho ông phó, chẳng lẽ giao cho ông lính? Nó xác thực là như vậy. Thành thử cái tiền thân của Đức Thầy hôm nay là Phật Thầy, tiền thân đó là Đức Ca Diếp đó. Đức Ca Diếp rồi qua 23 vị tổ, tổ 28 là Đạt Ma Tổ Sư, Sư Tổ Đạt Ma là tiền thân của thầy, mà trước nữa là Đức Trần Trình cũng tiền thân của thầy. Mà trở về Đạt Ma Tổ Sư trở lại là Sư Tổ Đạt Ma nó chuyển kiếp lại là Phật Thầy Tây An về đất nước Việt Nam. Đền Linh Khú Sơn Trung Chịu Mãn. Đền Linh Khú Sơn Trung Chịu Mãn, Sơn Trung là Phật Thầy. Rồi chuyển kiếp lại Phật Thầy tịch diệt, chuyển kiếp lại là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Rõ ràng xác thực, chừng nào gốc một trăm chồi ta dưng chắc lệnh tái hồi trần gian. Thì hôm nay Đức Thầy để mà lãnh cái sứ mạng, lãnh cái chắc lệnh để chấm hương Phật giáo dạy đạo cứu đời Phật Thầy Tây An chuyển kiếp rõ ràng. Chừng nào gốc một trăm chồi ta dưng chắc lệnh tái hồi trần gian, ta là Phật Thầy. Anh thử hôm nay thì hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ rõ ràng hay là cái xác lệnh thầy đã trở lại đất nước Việt Nam. Có chỗ thầy nói Tây Phương Cực Lạc quá xa đàn, thương xót Nam Kỳ lại An Giang. Từ cảnh giới Cực Lạc thầy chỉ hiện xuống cái tỉnh An Giang để mà lãnh cái xác lệnh độ đời. Vì vậy đây là Phật rõ ràng mà dám định, mà khẳng định luôn để là Phật giáo hòa hảo. Nếu không phải Phật thiệt chắc không dám để. Xin thưa với ông bà cô bác, mà hôm nay mình đã quy y với thầy trong nhiều đời chiều kiếp hoặc hiện kiếp này. Đức thầy nói có duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phận. Nhiều tiền kiếp trước mình đã có cái duyên với thầy rồi, kiếp này có đủ duyên nữa là rõ ràng là xác thực rồi. Thành thử ra hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cái clip này đến với ông bà cô bác. Giờ chỉ còn có giờ phút này, cô bác minh đệ ông bà ơi, gắng lo tu gắng làm hiền, trong nước ngoài nước cũng vậy, cho chiến tranh mà nó bùng lên cái chiến này đó ha. Mà ý là năm nay nó còn nằm trong cái mẹo nè, dài tháng mà mấy nữa là tháng nữa là tới qua cái thình, mà bước qua cái thình này rồi đó, nghe Đức Thầy khẳng định luôn đó, con rồng mấy nửa gút nanh mà trong bá thánh thất thanh hải hồ, có nghĩa của con rồng là năm thình, nửa gút nanh là mới có nửa năm thình thôi, mà bá thánh thất thanh hải hùng, hải hùng có nghĩa là quá sợ rồi đó, mà mới bước qua cái thình mà mới nửa năm thình thôi. Hoặc là có đoạn văn là trung ương gồng lộn ê hề thay thi, ê hề đó, hai chữ ê hề. Bây giờ xin thưa với cô bác bình luận coi, cả một cái thế giới này thầy nó khắp thế giới cửa nhà tan nát đó. Ê hề thay thi không, rồi mèo kêu giết tới, IP là cái năm mẹo nè kêu giết tới, đến gà về ổ dậu thì bình an đó, đến nó cái thân dậu là cái bình an,
mà từ đây nè, từ cái thành tị ngọ mùi thân dậu này đã nghe xin thưa để mà nói nha. Cô bác ơi, long trời lỡ đất điêu linh nghiêng nữa khó mà lọt qua đó, đó là mình nói về cái đại tam thế chiến thôi nha, chứ không nói về ông năm chèo hoặc khổ lan nát thú muôn bày ha, hoặc là rắn to tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Đây chưa nói tới cái loài dạng ác thú nữa. Nhưng mà còn chưa nữa, tới đây nè, sắp tới hết cái chiến tranh rồi đó nghe, coi như là ngưng rồi, là tới cái phong thần tái thế nè. Đức thầy khẳng định rõ ràng là phong thần tái thế à. Mà phong thần là ai? Là Đào Lư công chúa, Thổi Ba công chúa, Ngũ Long công chúa. Tới chừng đó bằng khoét màu không đó, quýnh bằng khoét không đó, chứ không phải nó đơn giản đâu. Tới chừng đó mình ngồi niệm Phật mà bó tay chứ không làm được gì. Có các chư vị ở từ ở trên trời là lãnh cái lệnh xuống để trị mà Đào Lư. Đó là mới giảng cái tuồng đó, mới giảng cái tuồng hát lúc đó mới phật dậu Phật ra đời thế giới Phật bình an, hoặc là Phật dương độ chúng thế giới bình an đó. Thành thử từ đây tới đó long trời lỡ đất điêu linh nghiêng ngựa, xin thưa với cô bác nghe Tư Hoàng nói tới nói lui hoài. Tư Hoàng mong cầu làm sao cô bác trong nước ngoài nước xin miệng và ăn năn cải hối làm hiền để thức tỉnh ăn năn hoặc niệm Phật. Tư Hoàng mừng lắm. Ở đây Tư Hoàng chỉ chia sẻ thôi nha, chia sẻ để góp ý với cô bác nhâm lại nóng cho cô bác để là một cái tâm cho nó là bình bình tâm trở lại, cho nó an cái tâm nặng, mình gán niệm Phật gán làm hiền. Cô bác ơi, cái chiến này là đò chiều chiến chót rồi nha, cái cơ trời xử rồi đó, chứ không phải là không đâu. Cái màn mà đệ tam thế chiến nó đang bùng nổ lên rồi đó, mà mới có vô cái đầu đệ tam thế chiến, mới có vô đầu Trung Đông là nó mới vô thôi nha, chưa tới Biển Đông và chưa tới cái Thất Sơn Bảo Diệm nữa. Thành thử nó còn thâm thẳm, nó còn mấy năm nữa, mà mấy năm này là mấy năm ác liệt. Với Đức Văn Trịnh ngài mới nhắc hoài đó, ngày nay xe lết xe lôi, đúng lời truyền sấm của hồi đời Lê là năm gồng gắn ngựa dê nữa. Đây lời Đức Văn Trịnh rõ ràng, tôi quan nhắc lại chúng sanh thế giới, ê hề thay thi thế giới á, không phải một hai nước đâu. Như vậy mà hôm nay tôi hoàn xin chia sẻ cái này đối với cô bác huynh đệ. Thì vừa qua rồi hiện đại có cái mệnh đề ý đề nào nói hỏi thêm đi để. Dạ, thì bây giờ là cuối cùng gốc lại thì huynh chia sẻ về mấy cái câu trong cái bài sấm giảng của thầy nơi phía trước treo leo tiếng khóc của huynh. À rồi, chia sẻ hết cái đoạn đó nữa. Thì rồi thì vậy mà hôm nay đó, cái mệnh đề cái ý đề này đó là tại vì Đức thầy đã khẳng định nha. À, tuy là kẻ sở người tài hiền lương đến hội cũng kề một bên, người hiền dầu nước sở nước trời bất cứ nước nào vẫn tới ngày giờ đó người hiền vẫn còn à. Nhưng mà có một cái là phước báo là người hiền đất nước Việt Nam được vô bốn ông thẻ, vì bốn ông thẻ này hồi trước Đức cố lãnh lệnh của Phật thầy đi cấm bốn ông thẻ này, là bốn gốc này là có nghĩa là cái bốn cái gốc của cái đền vua à, sau này đó cái đền vua chúa sau này, cái đền vua của Phàm ở ngoài Quế đây mà nó còn lớn cỡ đó, mà chiến này ông vua là Phật không lẽ có chút sao mà rồi khai mở cái hội Long Hoa mượn là cả một cái thế giới này đều được dự hội nữa, mà một chút xíu là chỗ đâu ngồi mấy ngàn cây số à. Thành ra như vậy đó, thành thử tại sao mà thầy nói nơi phía trước treo leo tiếng khóc là cái dạng không tu, là không có vô được cái bốn thẻ. Thành thử là Đức thầy nói nơi phía trước là đứng đằng trước đó, treo leo tiếng khóc là khóc đó, khóc cũng là dữ dội gì vô không được mà đứng sau lưng hình dốc dãy chân là khích chân với dao vậy nè, vô không được, trèo dầu cho có trèo lên cũng tuột xuống nữa, vì bốn cửa có tứ thiên dương chứ không phải nói mình muốn là mình trèo lên mà được. Thành thử đứng trước đứng sau lên là vô không được, là cái hạng người nào. Đây là lời thầy nói tiếp, là đứng sau lưng hình dốc dãy chân nè, rồi nước kia lửa nọ tưng bừng, chúng phải đứng đó mà yên đâu, nước kia lửa nọ tưng bừng và thảm cho thế sự lấy lừng nạn tai, có nghĩa là thảm cho thế sự lấy lừng nạn tai là nạn tai dồn dập đó. Rồi thời cũng bởi không ai tu niệm, có thể nói không tu mà không niệm Phật nữa thì đứng trước đứng sau nó nhỏ nhỏ chút. Thành tử ra gì cái chỗ này đó mà thầy khó rõ ràng, thầy đã khẳng định cho người không tu mà không niệm Phật nữa thì đứng trước đứng sau chứ đâu có vô được. Nó xác thực như vậy là thành tử tiêu hoàng chia cái ý đề này là đứng sau lưng hình dốc dãy chân ở nước chia lửa nọ tân bừng thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, thời cũng bởi không ai tu niệm, mà không tu không niệm Phật thôi còn chỉ trích quá người tu nữa, rồi cứ lẳng lơ ngạo biếm phe phang. Đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bát khắp tràn hạ dân là 3600 đội tàu, đó là nó về phong thần Đào Lư công chúa xuất hiện.
Vì vậy mà xong hả? Nói đi. Vì vậy mà hôm nay là Tư Hoàng xin chia sẻ cái ý đề này là cái người không tu thành thử không có vô được cái dòng bố ông thẻ. Tại vì sao mà Phật thầy sai Đức Cố đi mà cấm bố ông thẻ? Bố ông thẻ này đó có nghĩa là sau này đó là cái người hiền được vô cái dòng này ha. Rồi tới chừng đó là tỷ quả thần lung của Phật bà úp lại, thành thử súng vô không, đạn súng vô không được, bơm vô không được, nước vô không được, lửa vô không được, mà người hiền vô được trong đó rồi. Còn người thì xin thưa, người hiền nước ngoài cũng còn sống dự hội Long Hoa nhưng mà cũng còn hơi cái mắc cái nạn tai. Là tới chừng đó là âm dương thể khí rồi, đâu có còn cái máy bay máy tàu chiến gì hết, nó đâu coi như thế giới này nó chiến tranh với nhau, đâu có còn nước nào bay qua nước kia nữa. Mà vì vậy mà không có đường về, thành thử ra nhờ cái văn thù Bồ Tát. Đức thầy nói văn thù Bồ Tát từ bi chèo thiền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bùm lon rước người tu niệm phê khoan phỉ tình, ai mà ta dạy chẳng dình nữa sao đừng trách mất tình yêu đương. Tới chuyện đó vậy không được, nhưng mà có văn thù Bồ Tát nếu trận đại hồng thủy thời vậy xuất hiện lên, tới chuyện đó có văn thù Bồ Tát phải rước về, thành thử cái người hiền nước nào cũng được, vẫn còn được sống mà dự hội Long Hoa hết. Đây là lời của thầy khẳng định rõ ràng. Tuy là kẻ sở người tề, dầu nước người nước sở người nước tề, nhưng mà hiền lương đến hội cũng kề một bên. Là người hiền được dự hội Long Hoa bất cứ nước nào, thì xin thưa với cô bác trong nước ngoài nước cũng vậy, bất cứ nước nào ráng làm hiền, ráng niệm Phật, cô bác ơi ráng ăn chay trong cái thời kỳ cùng cuối này, mình ráng đây chút xíu thôi. Rồi mình ráng chút xíu đi, mình theo nghe lời Phật lời thầy, ví dụ mình ăn năn cải hối, mình làm hiền đoạn chút nữa đây mình qua đời được, qua đời thánh đức thượng quân nói đời sống 5.000 năm nữa, còn bây giờ chút xíu nữa đây nó cùng rồi, nó đã không còn đường nữa, thì mình không ăn năn không cải hối thì biết chừng nào mình được làm người trở lại, làm gì mà được cái thân xác này. Vì Đức thầy cho biết cỏ cùng cây điểu thú chim muông nhân với vật vườn lai bổn tánh hồi mới là cây cỏ, mà chiến này đâu phải mà nói đầu thai được đâu. Đức thầy nói là coi như là linh hồn chìm đắm chỗ này hà, chứ này chìm mà lẻ. Còn đắm là 10.000 năm lẻ đó, cửa nhà đâu con đó, qua ba chu vị đó, chứ không phải nói đơn giản đâu. Thành thử ra thầy nói là chiến này linh hồn chìm mà còn phải đắm nữa, chỗ này hà là nê là đất, hà là nước, nằm dưới cái lòng đáy biển nó chờ đó, chờ qua cái chu kỳ hai quân mặt pháp này mới được tiến hóa. Tại vì mình sống cái đời mặt pháp thì phải chờ qua cái đời mặt pháp mới được tiến hóa, mà tiến hóa chưa chắc gì có cái thân này. Trong 81 kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong đó còn có con nai nè, rồi có cái bông sứ nè, mà chính là lời thầy cũng vậy, là cho mình biết chuyển lưng trong nhân vật các loài căn mờ ám làm đều dạy dỗ, chứ đâu phải đi xong mình mới chuyển kiếp lưng hồi trở lại cái có cái thân này đâu. Cỏ cùng cây nghe điểu thú chim muôn nhân với vật mới quần lai bổn tánh, rồi mới cây cỏ, rồi tới cây cổ thụ, rồi tới con vật này vật nọ vật kia, gì chuyển lưng trong nhân vật mà các loài lắm chứ không phải một loài. Vì vậy mà hôm nay đâu có cái thân này, vậy xin thưa với cô bác huynh đệ, chuyện này không tu của mình cũng phải tu, không hiền cũng có gắng làm hiền, làm hiền để làm chi, được Phật được thầy cứu mình dự hội Long Hoa nè, qua đời thánh đức thượng quân nói đời sống 5.000 năm, để chút đây nữa là linh hồn mà chuyến này chìm mà còn đắm nữa nè, qua cái chu kỳ hạng quân mặt pháp này mới được tiến hóa trở lại. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác Tư Hoàng xin chia sẻ. Rùa này nó có nhân duyên lớn với mình quá, con rùa bự của cô bác 10 mấy ký. Bây giờ ông mới khắc cái tên. Ông mới để ở trên cái mô lưng á. Đó, cái mô lưng của con rùa, ông mới để tên ổng vào Phật giáo Hòa Hảo và ông để tên ổng. Đó, cái này mới là quyền bí nè quý cô bác. Rồi quả thật trải qua, ông thả là ông ấy thả ở dưới này. À, ông thả ở bên Tâm Nông mà bỗng nhiên cái thời gian đó quý cô bác, đến cái giai đoạn mà khi mà ở cái vùng núi Sập của mình đó, khai thác được con đường từ là đó chạy về là Tâm Nông nha, ông chạy qua con đường trở về là qua vùng núi mình nè, nhưng ở cái tuyến đường nó vắng xa quá, bỗng nhiên thời kỳ đó thì ổng mới đang chạy xe trên đường, mà ổng chạy chiếc xe là hồi xưa ổng là sĩ quan mà ổng có cái lòng nhân vậy đó. Rồi ổng đi bằng cái gì quý cô bác? Ổng đi bằng chiếc xe Jeep. À đó, ta nói xe Jeep là xe của Cộng Hòa đó. Bắt đầu ổng đi trên đường, đi về
bỗng nhiên con rùa nó ra giữa lộ trước mắt mấy chiếc xe kia, là chạy sau lưng ổng. Ổng là chạy đầu tảng sáng sớm, là trời mới có 5 giờ mờ mờ dạng dạng, nó sương mù xuống mịt vào mùa đông tiết xuống. Thì bây giờ ổng mới chạy tới đó quý cô bác, thì ổng gặp con rùa, cái đèn ổng gọi chá chữ, thì ổng gặp cái con rùa nó ra nằm giữa lộ, thì ổng mới tới đó, ổng mới dừng lại, ổng mới coi xuống, quả thật là con rùa. Mà con rùa ổng mới nhớ ổng thả dưới kia là cách mấy chục cây số đó. Mà tại sao mà bây giờ nó ở nơi đây mà ổng đọc cái tên của ổng có mà chữ Phật giáo hảo có hiện bài còn chơi chơi đây, vì ổng khắc trên cái mô lưng của con rùa đó. Như vậy thì bây giờ ổng đọc rồi là qua ổng biết gì, là mình không biết cái màu nhiệm linh thiêng gì đây, không biết cái điềm gì đây đó. Thì thôi á, là thường thường á, người ta nói cái câu này á, là gặp gắn thì đi, gặp quy trở lại. Ông mới nói thôi gì, ông mới vừa ngừng lại ông coi rồi ông mới nói thôi gì, thôi giờ tao nhân viên gặp mày lần thứ hai nữa, thôi tao thả mày xuống đây. Ông đem thả xuống mương lộ, thì mấy chiếc xe sau á nó chạy tới trên bước đường đó, thì tự nhiên miền của nổ một cái là banh hai chiếc xe vừa qua mặt ông. Thấy không quý cô bác, thấy chưa? Như vậy thì cứu là con rùa, à nó được trả cái mạng cho ông này. Nếu mà ông này em chạy tới thì hướng cái mình là ổng banh xác chết rồi. Vì vậy cho nên thường đời người ta cho biết là ở nơi đây á, là mình làm việc nhân từ thì sẽ có thần phúc hộ đó, còn mình làm việc mà gian ác á, thì bị á, là cái nghiệp nó đeo đắng làm cho con người mình thống khổ. Bây giờ ông này thoát tai nạn chết. Vì vậy cho nên ông về đó mới tin tưởng Phật giáo hảo, và ông này tu luôn nghe quý cô bác, tu đến khi mãn cái kiếp của ông luôn. Thì mình thấy đây trong cái định lực nhân quả là mình, Đức Thầy cho biết là trồng cây lành nè thì dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Nó rõ ràng luôn. Bây giờ trong cái thời kỳ này ông là mới có gieo cái nhân này hưởng được cái quả liền đó quý cô bác, không có là xa. Thì vậy cho nên đời này á, mà quý cô bác ơi, trong cái thế giới này, trong cái cảnh trạng thiện hôm nay, mà Đức Thầy cho biết cái đời này dành việc làm chi, đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong đó. Bây giờ là đúng là thả trôi xong nha quý cô bác. Tất cả trên thế gian này dựng nhà lầu xe hơi, tàu bè bóng bẫy, máy bay tàu lặn hay gì đi nữa, giao vinh hoa giường thể cúc mai, bây giờ là đúng là vinh hoa thôi quý cô bác ơi, chẳng có giữ được cái món gì đâu. Vinh hoa giường thể cúc mai, cuối mùa tàn gũi lâu dài đặng đâu. Như vậy thì bây giờ tất cả trên thế gian này là điều giả tạm, nó như là một cái cành mai á, sưng nở hết sưng thì nó tàn đó. Vì vậy vinh hoa là như thể bọt bèo, không có bền, không có chắc, không được lâu dài lắm đâu. Vì vậy nên trong cái con người đời nay á, là chúng ta thấy đúng là nó mỏng tợ màng thưa, cái định lực nó nhân quả nó đi đến đó là rất là mau lẹ. Vì vậy cho nên cái tình cảnh trong nhân loại hiện hôm nay mà chúng ta thấy được, biết được cái nhân quả rồi, nó là tối cao làm cho thống khổ con người. Thôi bây giờ chúng ta đừng gieo nữa, phải trở lại con đường lành đi đó. Cho nên nó là phải kiếm đạo đức mà nhờ mà nhỏi, nó phải tìm con đường đạo của Phật mà đi. Như vậy thì bây giờ chỉ còn có cái đường đạo, chỉ còn có cái đường chân chánh trên hơn tất cả, lẽ nhiệm màu có mấy chi bằng đó. Vậy thì bây giờ từ bi với kẻ hiếu chung, an tâm nhờ được Phật hộ trì ngày đêm. Từ bi là từ bi với cái người hiếu và người chung thôi nha đó, thưa cùng quý cô bác trong cái định lực này. Vì vậy cho nên á, cái ông này, tôi kể thêm một cái mẫu chuyện định lực nhân quả nữa cho quý vị thấy, là một cái ông này nha, khi năm 1939 lúc mà Đức Thầy khai đạo, thì bỗng một hôm cái ông này á nha, cái mẫu chuyện này quý cô bác thông cảm, tôi kể nha, thông cảm trong toàn thể, trong là cộng đồng và giới là các giới cũng thông cảm cho tôi. Tôi kể mẫu chuyện ngắn thôi chứ không dài lắm, nhưng quý cô bác thấy xét lại cái mẫu chuyện này nó thực tế trước mắt. Mà lúc bây giờ một hôm Đức Thầy đi ra đời truyền đạo năm 1939, thì có một cái ông này tên là ông Xã Bộ, là một tín đồ của thầy đi trước đó. Rồi là cái bữa nọ thường thường ngày ổng là
đi qua chợ thì ông mua cá, ông thả mua cá phóng sanh đủ cách cho nha. Đó, ở nhà ông về ai đem lại cá hay này kia ông mua. Một hôm nó có cái chuyện này gì quý cô bác, là đức thầy đi vừa cùng ông đi ngang qua cái chợ thì ông thấy cá chết không, không có cái chỗ nào cá sống trơn đó, cho nên nó là ông không có mua thao cá nào thả được trơn quý cô bác quý đồng đạo. Bây giờ thầy nói ông xã bộ à, sao bữa nay tôi không thấy ông thả cá, một bữa ông đi qua chợ là ông mua cá ông thả, có nhiêu tiền mua thả hết nhiêu, bữa nay sao không thấy ông thả đó. Thưa cùng quý cô bác bây giờ nghe, cái ông xã bộ nói dạ thưa thầy, con thấy là cá chết không à, rồi lấy gì đâu mà để mua thả thầy. Cái đức thầy mới nói thôi thì bữa nay ông mua quay lại đi, ông coi cái thao cá nào đó có duyên với ông thì tất nhiên ông mua ông thả đi, rồi tôi sẽ là thả giúp cho ông, hộ cho ông. Thưa cùng quý cô bác bây giờ ông xã bộ ông quay lại, ông mới thấy cái thao cá đầu tiên mà một cái thao cá bự gì nè quý cô bác, mà ngặt cái nổi cá chết trắng hết trơn, chết trắng 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 giờ hết trơn rồi. Thì ông nói cá chết sao thả thầy, thầy mới nói ông mua đi thì tôi hộ cho ông thả. Thưa cùng quý cô bác bây giờ ông bưng ông mua miên thao cá chết ra, cái thầy nói thôi ông chứ xong ông múc cho tôi nước lên đi cho nó ngập cá hết cho nó lúc đi, múc hơn nửa thao nước ông bưng lên cái gì quý cô bác, cái thao cỡ lớn ông bưng lên, ông nói dạ thưa thầy con múc rồi thầy. Thầy nói bắt đầu thầy mấy cái tay gì quý cô bác, thầy vợ vô nè, thầy vợ vô trong cái thao cá đó. Bây giờ quý cô bác ơi, cá nó ụt dòng hồi xưa mà cá bóng đó, cá này kia đó, cá kèo bóng kèo này cái gì mà nó tỉnh lại hết, nó xanh miết hết trơn, nó đã muốn sình ruột muốn phịch rồi mà nó lạ bây giờ nó mới nổi lên, nó lội hết trơn quý cô bác ơi, xanh kịnh hết trơn, trở lại màu xanh thanh kịnh hết. Rồi bây giờ thầy mới nói rồi ông đem thả đi ông. Thưa cùng quý cô bác, ông xã bộ mới xuống đọc bài là quy cho mấy con cá rồi ông thả hết trơn luôn. Quý cô bác ông niệm Phật xong rồi dạ thưa thầy cũng cảm ơn thầy thì xong rồi đi về đó. Nhưng về nhà mấy ngày sau quý cô bác quý đồng đạo, một bữa nọ ông ngủ, thường thường người sớm người ta sớm trên sớm dưới thì ông mới nằm ngủ trưa, ông mới nói sao mà ngộ, ông mới kể lại cho mấy đứa cháu nghe luôn. Cái gì ông mới nghe có người lại kêu ổng mà giống như là cái ông nhạc sư đầu chọc lóc à, cạo đầu mà nói ông ơi ông cứu tôi đi, mai mốt tôi trả ơn cho ông, sau này tôi trả ơn cho ông, tôi hứa rồi trả ơn đó. Thưa cùng quý cô bác không biết làm sao, không biết cái nó màu nhiễm nó linh cảm ra sao mình không biết, nhưng nó chảy ra cái gì nè quý cô bác quý đồng đạo. Ông này ông thấy như vậy đó, ông nằm ông cái giấc ngủ mà ông thấy giấc mộng như vậy đó. Nhưng trải qua mấy ngày sau đó, ông ở trên cái sông là Hòa Hảo của mình, quý cô bác mình biết phải không, thì nhà sàn đa số nha, ông này ở dưới sông cái nhà cặp mấy sông có cái nhà sàn. Nhưng cái ngủ bữa nọ cái đứa cháu ngoại ông nó bỗng nhiên nó gớt cái sông, quý cô bác biết rằng á là gớt cái sông hồi nào không hay, mà đi xuống á quý cô bác, ở trong đó ở trong nhà không ai hay hết, mà xuống dưới khoảng 1000 mét ở dưới, khoảng 1000 mét. Bây giờ là bà con người ta mới nhìn bỗng nhiên trong bờ người ta nhìn ra tại sao mà có người ở gần gần mấy sông ta dòm ra tại sao có cái đứa nhỏ mà nó trôi bập bềnh trên mặt nước á. Rồi người ta dòm kỹ lại á, thì tại sao mà con nhỏ nó nằm cái lưng ngang mặt nước hả quý vị, bập bềnh theo nước rồi từ trên nước xu chảy dài xuống hoài gì nè. Người ta mới thấy ủa sao có nhỏ nít nằm ngửa, người ta mới bơi xuồng tiếp tục tấp nập ta là xúm lại xuồng ta tranh thủ người ta bơi, người ta đón dưới nước chạy giết theo, người ta bơi ra kịp thì đón chặn lại dưới nước để gặp con cá hô. Cá hô nó dài một đoạn, dài cá hô là 20 mấy ký, quý cô bác thấy không đó. Gặp con cá người ta mới lợi, người ta mới thọc tay người ta bợ, thì con cá hô nó nâng nhỏ vậy đó, nâng với lưng hoài, nâng đi theo nước hoài. Thì bây giờ người ta mới gặp cá hô nó xong, mình bợ nhỏ nó xong rồi đó, thì con cá hô nó mới lặn xuống lội đi. Thưa cùng quý cô bác, cái lý như sao đây, là tại vì ở nơi đây á, là tôi kể ngược lại một chuyện chút xíu. Mấy ngày trước á, là một tuần lễ trước á,
là có người mới đem con cá hô gần hăm mấy ký đem bán cho ông xã bộ. Ông xã bộ ông mua, ông thả. Bữa đó ông tại vì ông nằm bao rồi khi mà ông thức dậy thì là mấy đứa con nó chỉ đi xuống dưới mua của cái ông chài lưới, là ông đánh lưới hứng lưới dưới đó. Ông hứng là lưới dưới bắt đầu ông mới bắt được con cá hô là 2 mấy ký, bắt đầu đem bán rồi xã bộ mới nói thôi giờ thả đi tôi trả tiền, xong cân rồi thả ông trả tiền. Như vậy đó mà đúng là cái sự trả ơn con cá hô nó, cái đứa cháu ngoại ổng nó rớt dưới sông mà con cá hô nó theo nó nâng nâng lên hoài. Mà cái bữa trước nó lạ có con cái này nè, ổng mới nằm bao ổng thấy á, là cái gì quý cô bác, ổng nằm bao ổng thấy tại sao mà ông giống như một cái ông đầu chọc, phải không, cái ông đầu chọc mà là giống như một ông nhà sư. Ổng mới dòm kỹ là thấy con cá hô, mà dòm là ông đầu chọc, dòm lại thấy con cá hô. Đó là lúc ổng ngủ ngang, ổng thấy là 2 bữa như vậy. Thì bữa sau ổng mới thả được con cá hô, người ta đem bán rồi xong thì tuần lễ sau con của ổng nó để ngủ ở trong nhà đứa cháu ngoại nó lọt dưới sông mà không ai hay hết trơn cái nhà sàn, mà trâu xuống dưới 1000 mét mà người ta thấy con cá hô nó đỡ cái đứa cháu ngoại lên như vậy đó quý cô bác. Thấy đó là nhân viên nha, mới được chứ không phải ai mà cũng được cái nhân viên đó. Thưa cùng quý cô bác như vậy thì thưa cùng toàn thể như vậy, vậy là mình làm cái nhân thì không bao giờ mất, đời đời kiếp kiếp mình đã tạo cái nhân duyên lành rồi. Mà ngày nay Đức Thầy nói duyên lành gọi được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên của Phật mà tạo được cái nhân duyên lành bố thí nè, giúp đời nè đó, rồi là giúp đỡ cái người đau khổ nè, bệnh hoạn nè, đói khát nè, đó trong cái cơn hoạn nạn người ta khổ, đó là mình làm nhân. Cái lòng nhân ái đó nó còn đời đời kiếp kiếp hoài, đời nào cũng vẫn còn hoài. Mà trong cái định lực đó thì chúng ta sống được cái nhân duyên lành. Nó như vậy thì Đức Thầy mới cho biết là trong cái thời kỳ này là cái lực nhân quả nó là tối cao. Vì vậy cho nên nó là tu là phải tránh trong cái định lực đó. Thì nhân duyên này mà chúng tôi gặp gỡ với cô bác là ở đây không phải tôi nó băm biếm với nhà sư nha, mà tại vì cái mẫu chuyện là ông này ông nằm chim bao, ông thấy là giống như cái ông nhà sư dòm giống như là con cá vậy. Là ông mới nói câu gì nha quý cô bác, ông nói là chắc có lẽ là những cái ông nhà sư mà tu hành là không chân chánh đó, rồi cuối cùng phải thành lợi là con cá hô để trả nợ cho đời, để đền lại trả lại. Như vậy cho nên Đức Phật đã thường bảo chúng ta thập phương nhất liệt mễ thọ như đạo di sơn, thực mễ bất tu đạo phi mau đái giác quần. Có nghĩa là của 10 phương tăng chúng nặng hơn hòn núi Tu Di, ăn rồi không lo tu niệm phải lưng chuyển bồi thường. Thôi đời này quý cô bác ơi, đời này Đức Thầy đã cho chúng ta biết rồi đó, đời này Đức Thầy cho biết nè đó, phiên sư giải bớt dùng của thế, gắn công tu đặng có xem đời, tu thật tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì lý nha. Thôi thời kỳ nhân quả rất là nặng, nghiêm minh. Mà thời kỳ này đã hết rồi. Mà Đức Thầy cho biết là mong khán quan vào cửa xem tuồng, có cùng cây điểu thú chim muôn nhân với vợ quần lai bổn tánh. Đó mới biết ai là Phật Thánh, ai thao hiền, ai lỡ đạo nhà. Đồng hát câu hữu tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thạnh thới. Đó, vậy thôi giờ Thầy nói là bồ đào ngũ thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chú hiền tôi chung. Như vậy thì chúc cho toàn thể chú quý vị được nhiều sức khỏe. Và đó là biết được cái định lực nhân quả trong thời kỳ cuối mà chúng ta gán tu cho kịp, và phải gán bố thí ăn chay để bố thí giúp đời cho kịp thời kỳ này mà Thầy nói là hạng quân này đã hết đời. Có thấy và có nghe và có biết, thưa cùng quý cô bác, với ở gần tôi là cái xứ ở cái huyện Lai Dung thôi nha. Bây giờ tôi không có dám là nói tên, tại vì mấy đứa em á thì bây giờ ở gần nhà tôi, mà nếu mình nói cái tên á thì tội nghiệp cho mấy đứa nó, già nó sẽ buồn tôi. Gì thưa cùng quý cô bác, cho tôi giấu tên ông này đó. Thưa cùng quý cô bác, thì trải qua cách trước đây á là khoảng là 7 năm, thì cái ông này á là tôi khi biết được là ổng hàng ngày nè quý cô bác, trước ngược lại cái thời gian đó là cả chục năm trước, ông này làm sao ổng không có thấy một cái đạo đức, không có cái một cái nhân từ, không có một cái tánh hiền lương, và không có biết cái gì trơn ấy.
ổng sống là trên đời ấy, miễn lo làm lụng rồi ăn, làm ăn cái gì quý cô bác, hằng ngày ổng chó mèo ổng đều ăn hết trơn nha, chó mèo đều ăn hết, là không biết là có cái đạo nhân nó vì vậy cho nên không biết được thương người mến vợ gì vậy cho nên ổng ăn nè đủ cách nha quý cô bác quý đồng đạo. Thời trước á thì người ta là đâu có được như gì, đâu có được mà gia vị này kia ăn á, là đem ra rồi ram rồi mà là xào nấu bình thường giản dị ăn đó thưa cùng quý cô bác. Như vậy thì cho nên nó là trải qua là năm đó ông này đã 61 tuổi thì bắt đầu trải qua năm 62, 63, 64, 65 thì ông đang bị cái cảnh nhồi đau thương đó thưa cùng quý cô bác. Như vậy thì cái giai đoạn mà ông ăn chó thì chiên xào nấu, thậm chí cho đến giai đoạn mà không phải nói tôi kể cho quý cô bác nghe nha, hồi đó giờ ai có nghe ăn con chó mà hấp cơm. Giai đoạn này ông này là ông con chó con ông mần rồi mà nấu cho không biết, rồi trước đó ông gam chín chưa tôi không biết nha, nhưng cuối cùng ông đem ông để với cái nồi cơm mà ông nấu đó ông ăn đó mà ông hấp cơm ăn. Quý cô bác thấy khủng khiếp chưa? Vì vậy cho nên cuối cùng sao ông mới gặp được thời gian đó thì ông ăn trên dưới mười mấy năm rồi mà nhưng cảm thấy là bây giờ không biết cái động lực. Một hôm thì đồng đạo ở xóm ở giềng thì có đồng đạo rất đông, bà vợ ông thì đã phát tâm tu hành rồi đó, bà vợ bà đi với đồng đạo này kia phát tâm tu hành về phiên ổng, rồi anh em đồng đạo tới lui đó rồi mấy phiên ổng thôi bây giờ ông trở lại con đường tu. Thì ông nói tu quá thì tôi mà làm gì mà tu, thì anh em cũng phiên lên rồi bắt đầu là thời gian đó ổng cũng lây quay vô nhảy vô mà ổng tu ba chớp mà nhán, thì ăn chay bữa ăn bữa không, cúng lại bữa không, rồi thời gian làm được lấy quay lắp dắp gì rồi 2 năm ổng nghỉ. Thưa cùng quý cô bác như vậy đó, tôi rồi nghỉ đó trở lại. Thời gian đó bắt đầu bây giờ ông cũng tiếp tục ăn nữa rồi ăn mặn trở lại sát sanh hại vật liên cống, bắt đầu bây giờ ông lo nuôi cá nuôi tôm này kia trở lại chứ ông không có biết con đường tu, đã trước đã gieo rồi cho nên đức thầy nói nè nghe ở nó là tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi, lúc bây giờ ông bị trả liền nghe quý cô bác, bắt đầu phát lên cơn bạo bệnh. Thì nó xảy ra nhiều cái thời gian đó là mấy năm trời cho nên ổng mới trong gia đình bà vợ thì bà tu cho nên nhờ anh em đồng đạo đến cầu an cho ổng, cầu thì cái bệnh ổng là cầu lâu dữ lắm thiệt, mấy anh em đồng đạo tu ngay sớm cầu là đến giai đoạn mà 21 ngày, thường thường ta cầu 3 ngày rồi ta nghỉ cầu an mà, rồi cầu 3 ngày ta nghỉ, cầu 3 ngày ta nghỉ thì đó bất quá là 3 lần như vậy mà thôi, còn ông này cầu luôn hẳn tiếp tục cầu luôn 21 ngày thì ông khỏe đỡ lại thôi. Nhưng thời gian cầu đó rồi ông mới gớt đạo trở lại ông ăn mặn nữa. Ông bệnh lại nữa quý cô bác quý đồng đạo. Đó vì vậy cho nên nó là trải qua mà nhất là anh em là thấy ông cũng không có nghèo khổ. Ông cũng có ăn dư để. Ông bị gì ông này là trên 20 công ruộng mà. Giao, cái hạng là nếu mà đối với cái hàng quân bình ở trong thôn quê mình ha là ông cái hạng giàu. Mà nhân kêu ông bố thí giọng keo kẹt lắm, kêu bố thí đi đặng là thầy nói đuôi cùi bố thí đồng xu ấy là phước đức công phu để dành, nhưng ông nói của tiền chưa có dư đó, rồi nói bây giờ đuôi cùi bố thí đồng xu ấy là phước đức công phu để dành, ông nói cũng chưa có dư, của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí ngọc tòa được lên ông ơi, sau này ông trả lời ông lo ông tu, ông nói giờ tu hết nổi rồi bắt đầu bây giờ ông nghỉ. Quý cô bác quý đồng đạo biết không, bây giờ thì bắt đầu ông nghỉ. Ông nghĩ ra xảy ra chuyện gì đây? Xảy ra chuyện tới ông bệnh tới tài dài tới luôn quý cô bác quý đồng đạo. Thưa cùng như vậy thì bây giờ đang cái giai đoạn mà ông bệnh đó hen. Quý cô bác ơi, trải qua là bệnh trầm kha thì bắt đầu đến cái giai đoạn mà ông bệnh là hoài đến cái giai đoạn mà ông tắt hơi thở, ông chết đó sau cùng ở quý cô bác. Rất là thảm thiết. Cái người mà sát sanh hại vật quá hen, đến giai đoạn chết đó, mà không là
đi nổi mà nằm rồi ăn uống không được, nằm đó mà chỉ nước không uống được, nằm đó chờ chết. Quý cô bác thấy khảm thiết không? Đó, như vậy thì đến cái giai đoạn mà ông đã tắt hơi, bỏ xác rồi đó thưa quý cô bác, quý đồng đạo. Thì anh em ta cũng thương tình cho nên ta cũng nhờ đồng đạo, gia đình nhờ đồng đạo người ta đến dẫn cầu. Nhưng cái tình thương nó đâu có đủ đâu. Là tại vì mình gieo ác quá rồi. Đó. Gieo cây bạo ác thì lên cây bạo ác, làm sao mà cầu cho nó được kết quả đây? Thưa cùng quý cô bác, quý đồng đạo. Vì vậy cho nên cái ông này ông chết, ông phải đi theo định lực. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Ông này ông đi theo cái định lực. Thưa cùng quý cô bác. Rồi ông chết. Ông chết chôn từng trải qua bảy thất, rồi tới giáp năm, rồi là tính là con cháu trong nhà vợ xả tan 24 tháng, sau cùng xả tan xong. Đến cái giai đoạn gì quý cô bác? Bỗng nhiên ở trong nhà của bà, trong cái nhà của cái cô Út này, có nuôi một con chó cho con. Bắt đầu nó lớn lên thì ngạt hàng ngày mấy đứa con nó đem về nó nuôi, nhưng tự nhiên nó theo cái bà Út này đó, ăn uống rồi mọi là tắm rửa chi con chó này là nó cũng mến bà. Bà tắm rửa cho nó ăn uống. Rồi hằng ngày nó ngủ thì bà ngủ ở đâu rồi nó lên ngủ đó. Nó có cái liên thông như vậy đó. Nó có cái linh cảm. Nó có linh cảm giữa con vật với người, nhưng là nó có cái linh cảm của cái tiền kiếp. Vì vậy cho nên là con chó nó mới lên, nó nằm ngủ chung với bà. Rồi mỗi khi bà cúng thì nó ngồi kế bên. Đi đâu thì nó về thì nó trông nó mừng dữ lắm. Thưa cùng quý cô bác, trải qua thời gian đó được một năm trời, con chó lớn, con chó nó lớn lên nghe, nó trải qua một năm ngoài con chó nó lớn lên. Nhưng là bắt đầu một bữa nọ nó lạ lùng. Với cái lạ lùng gì quý cô bác, quý đồng đạo? Thưa cùng quý vị, thì bây giờ cái bà này đang bả mơ màng bả ngủ, mà dòm thấy ngủ rồi thức, chập chờn. Dòm thì thấy, chập chờn dòm thấy giống như ông chồng của bà vậy đó. Rồi có bắt đầu bà mới dòm qua dòm chập chờn thì là con chó. Dòm 3 lần như vậy. Đó. Mà trải qua 3 lần thấy như vậy, mỗi một lần thấy thì chập chờn mấy lần như vậy mới mất. Thấy ở miệng đây là ngủ thì giống như ông chồng nằm ngủ, mà ông chồng bà chết trước mấy năm trời rồi. Mà ngặt có một cái tại sao mà miệng dòm thấy thì giống như là ông chồng nằm đây, còn là con chó dòm lại kỹ lại thì con chó nó nằm ngay đó. Ui cô bác thấy nó lạ lùng không? Vì vậy chỗ cái lạ này nè, cho nên bà mới sanh lòng nghi. Mà trải qua 3 lần thấy như vậy đó quý cô bác, quý đồng đạo, 3 lần như vậy thì bà mới nói như vậy đúng là quả thật. Hồi đó ông chồng mình keo kiệt ăn thịt chó, mà bây giờ chắc có lẽ là bị nhân quả bầu thai lên chó để trả quả đây chứ có gì đâu. Bà mới sanh nghi. Rồi cho nên là bà mới nói với quý đồng đạo, nói sao kỳ quá, tôi ngủ là đêm nào là con chó trong nhà tôi nuôi năm nay rồi, mà tại sao bây giờ nó lớn rồi nó ngủ trong mùng tôi dưới chân á. Mà mỗi khi tôi ngủ á thì chập chờn tôi á là dòm thì giống là ông chồng tôi, rồi bắt đầu tôi dòm kỹ lại thì con chó, mà nó dị hoài đó quý cô bác. Cho nên bà mới đem kể lại thì mấy anh em nói là chắc có lẽ là ông nhà bà khi mà keo kiệt và không bố thí, không biết thương người và không biết thương vật như vậy, thì bây giờ chết sẽ bầu thai lại con chó quá, đó ăn chó nhiều quá cho nên phải bầu thai lại con chó chứ không gì chân. Rồi mấy anh em mới kêu bà thôi giờ bà về đi nghe một, bà về bà thử đi, nếu như là ổng, bà kêu tên ổng, ông chồng bà đó, rồi dọn cơm rồi kêu ổng ăn coi ổng ăn không, nếu mà quả thật thì biến chuyển liền, khác liền. Dọn cơm ăn rồi ông bà kêu ngủ chung với bà trong là cái bộ dáng đó, coi trong cái giường đó coi ổng nghĩ ra sao. Thiệt quý cô bác, về tới bữa cơm đàng hoàng nghe, cái cô này bà mới đem dọn cơm ra, nói ông Út ơi, nếu ông là chết mà không có đi bầu thai được là làm người, không được về tiên Phật thánh thần gì chân, thôi bây giờ
nếu quả thật ông là con chó thì thôi ông lên đây ăn cơm với tôi, dọn mâm cơm lên ăn gọn hơ quý cô bác quý đồng đạo. Dọn mâm cơm một bên, bà ngồi một bên cái ông có mâm cơm bà ăn là cô Út này ăn là ông con chó đó ăn đó, ngồi ăn. Kêu tên này mới lên ăn nha. Đó, kêu tên ổng đàng hoàng. Tôi miễn nói tên nha quý cô bác quý đồng đạo. Vậy vậy cho nên cái người mà làm ác thì phải bị nhân quả trở lại chó nha quý cô bác quý đồng đạo. Tại mình sát mạng chó thì trả mạng chó. Mà Đức Phật cho biết nè, sát nhất độc đao quần đủ kiếm, đủ kiếm thịt bát lạng thì quần nửa cân. Sát một đao trả một đao, giết một mạng đền một mạng. Thịt bát lạng thì trả nửa cân, mà nửa cân thì phải trả. Đó, vậy thì ăn bát lạng trả bát lạng, ăn nửa cân trả nửa cân. Như vậy thì cùng quý cô bác hôm ngày hôm nay chúng ta thấy cái định lực đó đi không bao giờ sai lệch. Đó, như vậy cho nên thầy mới nói là trời già tay khéo khéo luôn, sắp chi chua ngọt khoa buồn lẫn vui. Đúng là tạo quá khắc nghiệt làm cho con người trong cái hoàn cảnh này. Ai muốn vậy đâu quý cô bác. Mà ngày nay hôm nay ai muốn vậy ngang thì tránh ngang, không có ăn thịt chó nữa. Và không có thịt mèo, trao chó bò mèo gì thì không ăn chân á. Không sát sanh hại vật nữa, chỉ ăn chay mới kịp. Thời kỳ này cho nó thiệt quý cô bác quý đồng đạo. Vì vậy cho nên bắt đầu con chó này là bà Út bà biết. Cái cô Út này biết là ông chồng về rồi. Là đã sanh lên làm con chó ở nhà mình rồi. Rồi bây giờ thôi chiều nay, bà mới nói về chiều nay là ông vô ngủ với tôi. Thì đúng là chiều vô để cái gối đó là con chó vô nằm ngủ một bên đó, chung đó. Đó là cái linh cảm còn. Tí gần xuống bầu thai với chó, mà cái linh cảm vẫn còn. Như vậy thì bắt đầu từ đó sao bà nói đúng quả thật. Cái bữa ăn cơm nào tôi kêu tên ổng nhảy lên ăn còn khô. Tôi kêu ngủ tắm rửa xong rồi chiều lại thì tôi kêu ngủ thì ngủ chung cái gối, tôi để cái gối là ngủ y gan. Tôi sợ quá rồi giờ sao quý đồng đạo ơi. Thì nói bây giờ nếu quả thật ổng đã bầu thai trở lại con chó rồi, đó kiếp trước bọn chẻn tham lam, kiếp này là phải chịu rồi. Kiếp trước là bọn chẻn tham lam ích kỷ thì kiếp này phải làm bầu thai chó là để trả nợ dư nhà. Như vậy thì cùng quý cô bác bây giờ nha, bắt đầu là con chó này là sao xảy đến gì quý cô bác? Nhờ đồng đạo đến cầu nguyện. Đó, chính trong tôi có một là tôi có đi cầu nguyện nào quý cô bác quý đồng đạo. Cầu nguyện xong được 3 đêm thì trải qua một tuần lễ sau, mới có một tuần lễ thì quý cô bác biết xảy ra cái mạng con chó này bị bọn ác nó bắt con chó đi làm thịt mất tiêu. Mà không biết bắt cách nào nha, mất tiêu biệt luôn. À, con chó bởi bị nó mập, nó ú, nó béo, cho nên bị bắt đem làm thịt mất tiêu. Đó là bỏ kiếp, tại vì có cầu nguyện là mới bỏ kiếp được. Đó, giả lại nhờ có bà tu nha, bà Út này, cô Út này bà tu, cho nên là con cháu trong nhà lúc đó đều biết được như vậy rồi phát tâm tu hành ở trơn nha quý cô bác quý đồng đạo. Như vậy thì trong cái buổi ngày hôm nay mà là Đức Thầy cho mình biết là đó là cái định lực của nhân quả tuần hoàn tạo hóa, nó trả dài là không một mãi lông nào hết. Đó, như vậy á thì là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, ti lưới trời thưa lòng lộng mà chẳng lọt một mãi lông. Đó, thưa cùng quý cô bác, y gan như vậy. Rồi bây giờ mà lực nhân quả là nó đi như thế nào? Nghĩa là đời xưa quả báo thì chạy, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Đời xưa quả báo thì lâu, đó đời nay quả báo bất câu lúc nào. Đó là trả như vậy đó. Bây giờ trả dây của từng hoàng tạo hóa bây giờ thì chúng ta thấy xét rằng trước đó thì là bà này, bà nhờ cái sự tu cầu đó thì cái linh hồn con chó này chắc có lẽ thì sẽ được chuyển sang hết bỏ kiếp chó đó, thì phải được chuyển sang cái kiếp người đó quý cô bác quý đồng đạo. Đó, như vậy thì hôm nay chúng tôi bàn cùng nhân quả với toàn thể chư quý vị trên cái màn ảnh nhỏ này để chi, để rồi mình tâm sự chuyện trò nhắc qua thôi đời này nhân quả trả dai rất là công bằng, thưởng phạt dư môn giữ lành. Đó, với cái định lực này là rất là nghiêm minh và công bằng, thưởng phạt giữ dư môn giữ lành. Bây giờ đời này nha quý cô bác, đời này là chúng ta thấy xét lại. Đó, như vậy thì cái định lực nhân quả nó không ngoài cái tạo quá. Bây giờ tôi kể cho quý cô bác thêm một cái mẫu chuyện nhân quả nữa nè. Đó, một cái mẫu chuyện nhân quả nữa mà nó hơi dài chút nha, là nó dài thời gian chứ không phải là cái mẫu chuyện dài. Đó,
Bây giờ với người đời đã thường câu á, là một cứu vật, vật. Có nghĩa là tam châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, thập bát chư bang động can qua, dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha, tần bang hậu hận tiêu diêu động, nam quốc lương dân kiến linh xa, phồn qua đô hội lưu văn quyết, dư đảng dọc ngang cấp ma. Hoàng xin trở lại cái câu đầu. Có nghĩa là Đức Thầy nói tam châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, tam châu là ba châu, châu có nghĩa là châu phú, châu giang, châu đốc, và ba cái châu này mà tam châu hữu ngạn, có nghĩa là hữu ngạn, hữu là có, ngạn là bên bờ, có nghĩa là bên hậu, lỵ nhỏ xa có nghĩa là chết, nên ba cái châu này là chết. Rồi thập bát chư bang động can qua, mà qua đâu, qua ba cái châu này nè, có nghĩa là thập bát là 18 nước, động can qua là nó qua ba cái châu này. Rồi dương gian mảnh thú trừ tàn ác, dương gian mảnh thú có nghĩa là cái cát lồi đó, cát lồi rồi có chỗ là thầy nó hổ lan ác thú muôn bày, hoặc là ông năm chèo xuất hiện, hoặc là rắn to tên gọi mãn xà trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Vì vậy mà thầy đã khẳng định là dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha. Lê thứ là mình, hậu là cái đời sau, là cái đời mình đây nè, hậu là sau này, là khổ thiết tha là cái đời của mình. Rồi tới tầng ban hậu hận tiêu diêu động, tầng là miên, ban là nước, có nghĩa là hậu, là hậu hận có nghĩa là sau này, hậu là sau này nó hận mình. Tầng ban hậu hận tiêu diêu động, rồi tới mới tới là nam quốc lương dân kiến linh xa. Nam quốc là nước Nam, lương dân là dân hiền, kiến là thấy, linh xa là coi như là đền đài của vua chúa. Nhưng mà thật sự ra đó là lương dân là dân hiền mới còn, còn người hung dữ là không còn thấy được đâu. Tại vì thầy đã khẳng định người Nam quốc lương dân là dân hiền, người hiền mới còn, còn người hung tới giờ đó là không còn. Rồi phồn qua đô hội lưu văn quyết, phồn qua là thầy ám chỉ trong chỗ thành thị đô hội là đông người, lưu văn quyết là máu, nhưng mà nhất là cái thủ đô Hà Nội hoặc là cái thành phố Sài Gòn. Thành thử là hai cái chỗ này là phồn qua đô hội, lưu văn quyết là chỗ này. Có chỗ Đức Chặn Trình ngài đã tiên tri, ngài nói là coi như là sáu nơi khối lửa sấm rầm sầm ôn, sáu nơi là sáu chỗ đó. Khối lửa là có nghĩa là nói về khối lửa là bom đạn vũ khí đó. Sấm rầm xài môn, xài là Sài Gòn, môn là cửa Sài Gòn. Như vậy là trở lại cái chỗ đầu lại cái mệnh đề đó, có nghĩa là phồn qua đô hội lưu văn quyết. Rồi dư đảng dọc ngang cấp ma ha, dư đảng là có nghĩa là nhiều cái đảng phái là 18 nước đó. Chữ cấp là nó theo, ma ha là đại đạo. Vì vậy mà nó bao dây, có nghĩa là để nó tranh bá đồ dương trong cái vùng bảy núi Thất Sơn màu nhiệm này. Vì tới cái ngày giờ đó rồi đó là ba núi, là ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, có nghĩa núi cấm mà nổ rồi cái là lộ một đền vàng là lớp nào là lưu ly sa cừ pha lê hổ khách. Từ chỗ đó mà nó thấy ngọc ngà châu báu không, làm tử 18 nước nó vô nó giành, mà nó cùng nhau giành giật mới là thay phơ, nó giành rồi nó đánh với nhau, nó giành giật gì cái chỗ đó mà nó đánh với nhau, thành thử ra phơi thay. Là chết kêu bằng là dữ dội lắm mà cô bác ơi, huynh đệ ơi. Nhưng mà đây chỉ nói trong cái bài này là nói riêng trong đất nước Việt Nam nha, chứ còn là bây giờ mình nói cái đại tam thế chiến là phải nói Trung Đông, rồi tới Biển Đông, rồi mới tới vô cái vùng Thất Sơn Bảo Diệm. Nhưng mà để hỏi đưa cái bài này, thằng thử trình bày cái bài này là trong đất nước Việt Nam nói riêng. Thật sự là vậy, vì cái bài này thầy đã khẳng định rồi, trong đất nước cũng như là tam châu hữu ngạn là châu phú nè, rồi châu đốc nè, châu giang nè, ba cái châu này nè, rồi thập bát chư ban động can qua là 18 nước nó vô đây để tranh bá đồ vương nè, cũng như thầy nói cũ y nhiên trình riêng tham báo đó, đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chư ban hằng phục, thành tử 18 nước nó vô đây nó giành giật, nó tranh bá đồ vương. Nhưng mà xin thưa với cô bác, chẳng qua là thầy bài khai như vậy rồi cho nó có giành được gì, nó cũng không lấy được.
vì nước Nam nhằm cõi trung ương sao chứ có Phật tiên tại thế, vào thành làm sao nó lấy được, hoặc là nước Nam như thế cái lầu ngày sau các nước đâu đâu phục tùng, hoặc là Đức Thầy nói chừng nước cấm lầu son lầu vẽ thì người già quá trẻ dân rồi. Lầu son á, lầu son có nghĩa là vàng, lộ vẽ thì người già quá trẻ dân ơi, hoặc là ba tiếng sấm đền vàng lộ vẽ các chư hầu bu nhau giành xé. Đây là khẳng định là lời tiên tri của thầy là xác thực. Chư hoàng hôm nay chỉ xin nhắc lại thôi, xin nhắc lại để chia sẻ cho cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước ráng tu trong cái chu kỳ cùng cuối này, ráng niệm Phật, ráng làm hiền, ráng mà cúng lại ăn chay để mà mình mới hoài đầu ăn năn thức tỉnh, mình mới giữ được cái hội long hoa, mình mới qua được cái đời thánh đức thượng ngôn nói đời. Chứ tới đây rồi nữa mà chiến tranh đại tam thế chiến nó bùng lên một cái chiến này rồi thì cả một cái thế giới ta bà này lắm, chứ không có riêng đất nước nào, thì nó khắp thế giới cửa nhà tan nát. Vì vậy mà chỗ nào cũng có chiến tranh, mà chiến tranh rồi thì dân chết coi như là vô số kể, chiến này mà chết, 10 phần mà chết hết 9 đó. Thành tử Tư Hoàng mới chia sẻ với cô bác huynh đệ trong cái chu kỳ cùng cuối này, ráng niệm Phật, ráng niệm Phật siết lên, ráng làm hiền, xin được chữ hiền là được rồi. Chữ hiền đặng mình mới dự hội long hoa, chứ không có chữ hiền làm sao mà dự hội. Vì Đức Thầy đã khẳng định long hoa có mặt ấy là hiền nhớ, người hiền mới được dự hội long hoa, người hung đâu có dự, người dữ là không dự được, người ác không dự được. Thành thử ra cái mệnh đề này nói chung là trong đất nước Việt Nam thôi. Rồi chút nữa Chư Hoàng xong cái chia sẻ cái bài này xong rồi Chư Hoàng xin chia sẻ từ Trung Đông tới Biển Đông. Rồi bây giờ nói khẳng định là cái nói vô ngay cái trung tâm núi Cấm. Vì Đức Thầy đã khẳng định như lâu đài núi Cấm lộ nay mai mà không lộ sao được. Thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, thì lúc đó thầy khai sáng đạo năm 39 thầy đã đưa ra cái bài cái đề mệnh đề này rồi. Để thức tỉnh chúng sanh có nghĩa là thầy báo trước là núi Cấm sẽ một ngày gần đây sẽ nổ. Rồi lộ ra một cái đền vàng. Rồi 18 nước nó mới vô nó giành giật. Nhưng mà lời tiên tri Phật thầy cũng xác thực nhé. Lúc Phật thầy tiên tri đó xong tiền Mỹ Thuận bắt đầu thì là núi Cấm quá lâu nay mai, thì thành thử ra hồi đó giờ lời Đức Phật thầy tiên tri là 1800 mấy, rồi bây giờ đó là cầu Mỹ Thuận là mà coi như mấy năm nay đã bắt xong rồi. Nó rõ ràng xác thực là có cái cầu Mỹ Thuận thì tới Mỹ Thuận xong rồi tới cái núi Cấm, đây đâu câu còn gì nữa mà mình lưỡng lự. Anh thử cái cầu Mỹ Thuận hồi đó giờ mình đâu có ngỡ là bắt cái cầu Mỹ Thuận đâu, mấy chục năm trước đó. Nhưng mà bây giờ cầu Mỹ Thuận đó bắt rồi thì lầu đài núi Cấm lộ nay mai rõ ràng thì hết cho Mỹ Thuận xong rồi là tới núi Cấm. Mà hôm nay thầy cũng vậy đó, lời tiên tri của Phật thầy, còn thầy cũng vậy, thầy đã khẳng định ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, hoặc là sấm vang thì lộ bản vàng chư nhu thế giới khắp tràn tới thi, chữ thi gần chữ sầu bi cũng ham có báo ly kỳ máu đó. Mà cái ly kỳ này là dữ dội lắm mà. Một cái ly kỳ trước là cái thời là năm Đinh Sửu, thầy cũng đã khẳng định cái ly kỳ đó thì chết cũng cả 10.000 người. Đức Thầy nói bây giờ giành giật làm chi, đến việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Mà cái lúc trôi sông đó thì coi năm Đinh Sửu có nghĩa là cơn bão năm 97 là năm Đinh Sửu nó tái lại. Bởi thầy nói là mang thi ách từ năm Đinh Sửu. Và từ năm Đinh Sửu là có thủy là nước, ách là nạn trời nha. Nạn trời đã đặt phải trở lại năm Đinh Sửu, hình như năm 1940 hay gì đó, 41 gì đó, thời kỳ năm bốn mấy đó là năm Đinh Sửu. Mà thầy nói đến năm nay tái lại một lần là năm 97 là năm Đinh Sửu tái lại một lần. Tổ ách này đang thức tỉnh tầng rằng thiên định tuồn đời sắp hạ, mà cái thời điểm đó mà thầy còn nhắc lại đó, cái tuồn đời sắp hạ có nghĩa là hết đó, hết cái đời đó, giảng cái tuồn hát này đó. Mà hôm nay